cái bài lên thẳng, thở chắp tay chắp ngực, cài tay trái phải, trái bên ngoài phải, cái bài hai tay lên đây. Thở ra xoay người sang bên trái. Hít vào. Thế bây giờ là chuyển sang em Thu à? Thở ra thẳng với phần dài của phía trước. Em không mà. Hít bên trong chưa? Hít bên trong hương quân chứ không phải hương thơm. À, thở hạ chân phải sau chân trái, bên tay phải là sau. Hít bên trong chân về phía sau. Thở bước chân phải sang tay phải, cũng có chân vân tay trái mình sang tay. Mình tự cộng tiền mình trả nên thừa chị muốn cho mấy. Thế vân tay chân thì sao? Thế lúc về công ty nó trả thì bỏ sao? Hỏi nó trả phần tay bên trái. Không, em có nhầm. Hy vân lại thế là bây giờ mọi người chị muốn thôi thì lần sau trừ. Hỏi nó trả phần tay bên phải, bảo chị ngay em quên hết. Bảo rồi, cười hết cao chân. Thở cột đối lại chạm khám tự mình gỡ chứ. Hy vân căng chân lên. Thở cuộn gối lại chạm trán. Hít vươn lên. Thở gập ngang gối trắng chạm trán. Hai hít vươn lên. Thở hạ xuống đẩy khí rất chậm lại. Ba hít vươn lên. Thở hạ xuống lần cuối cùng. Hít vươn lên.